Trước hết, người Xuân Nam xin trân trọng chào quý vị. Hôm nay là thứ tư giờ California. Trong việc sắp xếp khá bận rộn của một ngày làm việc, một tuần làm việc, người Xuân Nam cũng đang cố gắng commit tất cả quý vị. Một câu chuyện quốc tế vào ngày thứ tư, một câu chuyện Hoa Kỳ vào ngày thứ sáu, và thứ bảy nói chung nói chuyện với Hương Giang và luật sư Duyên vào ngày thứ bảy, và chủ nhật thì nói chuyện với anh Nguyễn Văn Bùi. Bốn chương trình một tuần như vậy cũng là một khối lượng công việc khá nhiều. Trong thời buổi chúng Nam còn khá nhiều việc khác để làm. Bản tin mở đầu ngày hôm nay, chúng tôi rất là buồn để gửi đến quý vị, những người bạn yêu truyền thông, một tin rất là buồn là người bạn chúng tôi, chủ nhiệm, chủ bút, ký giả Phạm Kim của tờ Người Việt Tây Bắc tại Seattle, ở cao nguyên tình xanh chúng ta, đã vừa thất lộc, đã vừa qua đời. Thưa quý vị, sáng sớm thức dậy, tôi nhận cú điện thoại của một người bạn rất là quý của chúng tôi, người bạn thâm niên là anh Linh Vũ từ Seattle, cho biết: Nam ơi, mày có biết là Phạm Kim vừa ra đi không? Tôi nói, tôi sững sờ. Tôi trả lời Linh Vũ là ông nói tôi mới nghe lần đầu tiên. Thì sau đó tôi gọi ngay chị Phạm Kim để gửi lời hỏi tình hình và gửi lời chia buồn. Thì tôi xác nhận được một chuyện là người bạn chúng tôi, Phạm Kim, chủ bút, chủ nhiệm tờ Người Việt Tây Bắc, đã vừa thất lộc, vừa qua đời. Rất là nhiều bệnh nặng, thưa quý vị. Anh ta là một cái cây bút sáng giá của làng truyền thông người Việt hải ngoại. Anh ta xây dựng, lãnh đạo của tờ báo Người Việt đầu tiên và nổi tiếng nhất tại thành phố Seattle. Cái nơi đó còn thủ phủ cao nguyên tình xanh của người Việt chúng ta tại miền Tây Bắc Hoa Kỳ. Thưa quý vị, trong làng báo chí tại Seattle rất chật chội, rất nhiều tờ báo Việt ngữ, thì chúng tôi rất là hân hạnh có được một số người bạn rất là tốt, trong đó có Phạm Kim. Và anh đã vững vàng trong trên dưới 30 năm qua, đã chèo lái cái con thuyền báo chí này đến những cập những bến rất là vui. Cách đây khoảng những 5-7 ngày, tôi với anh, vài tháng trước tôi với anh có một cái hoạt động chung là đấu tranh cho người Việt bị bắn chết tại thành phố Seattle. Và cái tin vui vừa mới có đây là cảnh sát thành phố Seattle bồi thường cho nạn nhân người Việt đó bị bắn chết nhầm đó là 5 triệu Mỹ Kim. Thì tôi với anh Kim vừa mới làm việc với nhau, chung với nhau vui, và đang chia sẻ những cái tin tức chiến thắng về cái vụ kiện này. Thì thưa vị, người bạn chúng tôi đã ra đi. Chúng tôi rất là lo cho tờ Người Việt Tây Bắc tại thành phố Seattle, vùng Tây Bắc Mỹ. Bởi vì chúng ta biết rằng đó là tờ báo lâu năm nhất và vững vàng nhất tại vùng đất này. Nhưng tôi hy vọng rằng đứa con trai và chị sẽ tiếp tục lèo lái được cái tờ Người Việt Tây Bắc đi trong thời gian tới. Nói tới Phạm Kim, Nam có kỷ niệm nhỏ nhỏ nữa, là hai anh em rất gắn bó nhau. Thì cách đây gần 30 năm, anh ta gọi điện thoại tới: Nam ơi, cậu biết cái trường đọc Berkeley không? Tôi nói biết. Hỏi làm gì vậy? Đứa con gái mình đã theo đó vào học. Thì tôi lái xe phi trường đón hai bố con và đưa hai bố con về Berkeley để tham khảo cái trường học. Thì chúng tôi rất là mừng khi cháu, đứa con gái lớn của anh Phạm Kim và chị Phạm Kim, lúc đó đang chuẩn bị bước vào cái khóa tiến sĩ của đại học Berkeley. Và từ ngày cháu ra trường, cháu cộng tác trên cái mảng truyền thông bằng tiếng Mỹ cho rất nhiều tờ báo của chính dòng tờ báo Mỹ tại thành phố Seattle và các tỉnh. Thưa quý vị, câu chuyện giữa tôi, vợ chồng Linh Vũ, thi sĩ Linh Vũ và chị Phạm Kim vừa kết thúc, thì nhạc sĩ Nam Lộc, một người anh trong nhóm chúng tôi, gọi từ Nam California lên hỏi: Nam ơi, cậu có nghe tin tức gì về Phạm Kim không? Tôi nói có, Phạm Kim vừa qua đời, tôi vừa nói chuyện với chị. Thì thưa vị, Nam Lộc cùng Trung tâm Asia cũng đang chuẩn bị cùng Nhật báo Calibre phân ưu và tưởng niệm. Chúng tôi có thể có một chương trình về tưởng niệm người bạn chúng tôi xấu số là Phạm Kim và sẽ gửi đến quý vị. Đó là
trong cái dòng người ra đi nhiều trong mấy tháng vừa qua, thì trong đó có người bạn tôi, có nhiều văn nghệ sĩ lắm. Chúng ta thấy một số nhà báo, một số ký giả, một số văn nghệ sĩ, một số ca sĩ nổi tiếng như Lệ Thu. Và cái tờ chúng ta biết trong mấy tháng vừa trước đây tôi đã đưa tin là người chủ báo đầu tiên của người Việt tại San Jose cũng đã ra đi vì Covid-19. Thưa quý vị, bệnh tật Covid-19 đã lấy đi rất là nhiều cái thân mạng của đồng nghiệp tôi, bạn bè tôi, anh em tôi. Thưa quý vị, nhân cái giây phút này, những người yêu báo, làm báo tại hải ngoại, những độc giả tại hải ngoại, chúng tôi xin một phút cùng quý vị tưởng nhớ người bạn của chúng tôi, chủ nhiệm, chủ bút, ký giả, nhà văn Phạm Kim. Thưa quý vị, trong tin tức ngày hôm nay, thưa quý vị, chúng tôi muốn dành quý vị cùng chúng tôi đi nhiều hơn chút xíu về Á Châu. Như tôi đã thưa quý vị rằng trong lúc mà tòa soạn Canada tăng cường thêm về mặt tin tức và bình luận để phục vụ quý vị, cái thời gian của Nam và của một số anh em trong tòa soạn ngày càng hẹp lại vì nhiều đa đoan, thì Nam cố gắng commit với tất cả quý vị và anh em trong tòa soạn 4 chương trình một tuần. Chương trình thứ tư ta rong chơi cuối trời quên lãng chút xíu về châu Á. Với châu Á chúng ta có gì mới? Chương trình thứ 6, chúng ta quay ngược trở lại Hoa Kỳ, đất nước ta đang sống có chuyện gì lạ. Và thứ 7, có chương trình bình luận với luật sư Nguyễn Duyên, với cô bạn chúng tôi, cô Hương Giang. Và Chủ nhật thì chúng tôi và anh Mùi sẽ gặp đến quý vị như thường lệ cái câu chuyện bình luận cuối tuần. Thì trong ngày hôm nay chúng tôi vẫn mở đầu chương trình mới này, thì chúng ta rong chơi chút xíu về Á Châu để coi thấy Á Châu có chuyện gì lạ. Thứ nhất á, thì khi mà đi vào đọc tin á, thì quý vị sẽ rất là ngạc nhiên, từ BBC London cho đến Á Châu, cho đến Reuters, cho đến AP, thưa quý vị, rất là nhiều báo chí, Washington Post, rất nhiều báo chí, New York Times đã viết về tình hình Miến Điện hiện nay. Nhiều chuyện về Miến Điện lắm. Ngày hôm nay chúng tôi dành một ít thời lượng để nói chuyện cùng quý vị về tình hình Miến Điện hiện nay. Thì vào thứ 7 tuần trước, trong phong trào mà tấn công, dẹp những người biểu tình phản đối chế độ quân Việt mới của Miến Điện, thì một cuộc tàn sát đã diễn ra rất là kinh hoàng tại Miến Điện. Quý vị có thể tưởng không? Trên 100 người bị thiệt mạng chỉ trong một ngày thứ 7 tuần trước. Thì nhiều báo đưa tin khác nhau lắm. Các báo đưa là 100, TV chính dòng của Miến Điện, của quân Việt đưa là 45. Một số báo đưa là 117, một số báo đưa 115, các báo đưa 140 mấy nữa. Có nghĩa là con số nó chưa nhất quán, nhưng mà tự trung lại đó, con số người bị chết tại Miến Điện vào ngày thứ 7 tuần trước đã lên tới trên 100 người. Vì có những cảnh bắn mà quý vị nghe thấy, đọc thấy giật xương sống, nổi da gà mà. Không ngờ giữa thế kỷ này, tại một quốc gia, một lục địa đang vươn lên về mọi mặt, kinh tế, tài chính, khoa học kỹ thuật, nhân quyền là Á Châu, thì nơi đó không lò sát sinh kinh khủng như tại Miến Điện như vậy. Quý vị có thể tưởng tượng, có lúc cái quân Việt ở trên đường phố đó nã súng vào bất cứ ai có mặt trên đường phố. Số người bị thương khoảng trên dưới 2.500 người, số người bị chết là trên 100 người, bắn bất cứ ai trên đường phố. Và đó là ngày thứ 7 tuần trước. Thưa quý vị, thì chưa kể việc bắn chết ngay trong một ngày như vậy, đó là ngày tàn sát kinh hoàng nhất kể từ ngày 1 tháng 2, ngày bà Aung San Suu Kyi bị lật đổ, bị bắt ở tù cùng với viên tổng thống danh nghĩa bị lật đổ, bắt ở tù. Thì đó là cái ngày giết chóc kinh hoàng nhất. Số người chết tại Miến Điện từ 1 tháng 2 cho đến cuối tháng 3
từ ngày nhà quân Việt cầm quyền tại Biên Điện đó, thì đó là chế độ bà tàn bạo nhất, hà khắc nhất, gần 600 người chết. Và số bị thương đó, thì có thể tưởng tượng, quý vị không thể tưởng tượng được, nó vô số kể, mấy ngàn người. Và có những cảnh đó, mà một cái làng đang tiệc tùng, đang vào lễ hội, làng Karen, thì bị quân Việt pháo kích tấn công tới tấp vào cái làng đó, bất kể sống chết và sinh mạng. Chưa thấy một chế độ sát nhân nào được kinh khủng như vậy. Chưa sát nhân cái kinh khủng như vậy. Và thì có thể nói là cái thế giới đang bắt đầu lên án. Nhưng mà ngày thứ bảy thì như vậy, thì ngày Chủ nhật họ mở một đại tiệc để mà tiếp đón các đại diện của các nước đến tham dự tiệc lễ và họ kỷ niệm cái cuộc kháng chiến và chống quân Việt Nhật. Thì trong cái buổi tiệc này có khoảng 7 nước, có đại diện của Nga, có đại diện của Tàu, có đại diện của Việt Nam, có đại diện của một số quốc gia trong vùng như Thái Lan, như Ấn Độ, như Bangladesh, vân vân. Người ta gọi đó là bữa tiệc máu, mà thứ bảy giết người như ngoé, máu tràn khắp đầy đường, dân kêu long trời lỡ đất. Thì Chủ nhật họ mở đại tiệc, và tay đao thủ phủ của Miến Điện, vị tướng cầm quyền quân Việt đó, lại mặc đồ trinh trọng, vest màu trắng, đi trên thảm đỏ, bước ra để đón tiếp khách trong buổi tiệc ở ngoài trời. Buổi đại tiệc, đó kêu là lavish, là buổi đại tiệc. Như vậy nó có một cái tình trạng là gì? Nó có một tình trạng rất là tương phản. Nó tương phản đến cái đồ đó. Và báo chí quốc tế gọi là, nó là juxtaposition, là một sự tương phản cực kỳ. Bên sao? Một bên đó, là máu đổ, đầu rơi, là máu chảy, là chết chóc, là thương vong, là rên xiết. Một bên là áo quần đẹp đẽ, đi trên thảm đỏ và ăn tiệc. Thì báo chí quốc tế đó chỉ gọi cái cảnh đó là juxtaposition, một cảnh tương phản giữa một cái sự đời như vậy. Thì thưa quý vị, thì cái Miến Điện, thì cái tình hình của Miến Điện, thì theo cái lịch sử thống kê thì đây là ngày sát nhân tàn bạo nhất. Ngày sát nhân tàn bạo nhất. Và có những cảnh mà chúng tôi đã thưa quý vị, họ giết người như điên. Thấy người ta xuất hiện trên đường là bắn. Thanh niên xuất hiện trên đường là bắn. Bất kể nhà tiệc tùng, cái làng đó chống đối, thành phố đó chống đối, là tha bom pháo kích trên làng đó. Có thể nói rằng mình, khi mà chúng tôi đọc những bản tin như vậy, mình hoàn toàn bất ngờ. Nói về Biên Điện thì chúng ta nhớ rằng trước đây 50 năm thì Miến Điện rơi vào thời kỳ quân Việt, là chế độ quân đội cầm quyền, không có tự do, không dân chủ. Đất nước này thì thưa quý vị, chìm đắm trong nghèo đói rất kinh hoàng. Thì đến năm 2015, bà Aung San Suu Kyi được chọn là người lãnh đạo đất nước. Chúng ta nhận tưởng được Miến Điện đã mở ra một trang sử mới dưới sự lãnh đạo của Aung San Suu Kyi, kinh tế phồn thịnh hơn. Chúng tôi và anh Mùi cũng có một dự định sẽ đến Miến Điện trong ngày cuối cùng cuộc đời, bởi vì chúng tôi muốn thăm lại cái xứ này. Bởi những cái nền văn minh cổ đại, những đền chùa biếu mạo rất là đẹp. Nhưng mà giật mình khi thấy những cảnh như vậy. Thưa quý vị, 2015, tưởng đâu trang sử 50 năm của quân Việt đã kết thúc khi bà Aung San Suu Kyi lên ngôi. Nhưng mà bà vừa làm đúng 5 năm, đến hết 5 năm vừa bầu cử lại, thì đảng bà thắng lớn hơn nữa, khiến cho quân Việt Miến Điện tức tối, và họ tìm những cách để lật đổ bà này. Họ lấy lý do bà ăn hối lộ, lật đổ, trong đó có một lý do mà đưa bà ra tòa bắt nhốt đó. Vui lắm, chưa sợ bắt nhốt đó, lật đổ bắt nhốt. Và trong đó một lý do là bà có những mấy mà
mấy mà cứ làm viễn 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 thoại đó, là nói chuyện từ xa, ví dụ vài trăm thước, để có thể trong biệt thự của bà ta hoặc trong cái dinh thự bà ta hay trong cái tòa lãnh đạo đất nước trụ sở đó, thì các bảo vệ có thể dùng những cái máy viễn thoại này có thể nói chuyện cách nhau vài trăm thước vẫn nghe được. Thưa quý vị, họ cho ra tình báo rồi tố báo và ăn hối lộ 600.000 Mỹ Kim, nhưng mà chúng ta không nghe thấy một chứng cứ nào hết. Mà nếu ăn hối lộ thì phải có truy tố, phải có bằng chứng, phải có tòa xử, phải có luật sư biện hộ, vân vân. Không có một cái dấu vết nào bà ăn hối lộ, cũng chẳng có cái dấu vết nào bà ăn con số là 600.000 đô la, và cũng chẳng ai điều tra, và cũng chẳng ai tố cáo, chỉ nói ăn hối lộ bắt nhốt. Họ đối xử một người mà tổng thống một quốc gia, xin thưa, còn hơn là tệ hơn một tên mọi rợ và phản động hay là tội phạm tại nước Mỹ. Chúng thấy một này một nền dân chủ kinh hoàng đồng địa vì chế độ độc tài Miến Điện. Và trong cái buổi dạ tiệc đó thì có nhiều quốc gia, trong có Trung Cộng, có Nga Xô, có Việt Nam, có Ấn Độ, có Bangladesh, có Thái Lan tham dự buổi dạ tiệc máu này. Đó là một điều rất đáng buồn. Thì khi mà ta đọc cái bản tin nó không chi tiết xúc động nữa, là khi xe đưa đám tang cho những người biểu tình bị bắn chết thì quân đội nổ súng bắn vào cái xe tang luôn. Ông Trịnh Sơn có biết một câu rất hay: người chết hai lần thịt da nát tan. Có lẽ ông ám chỉ trường hợp này chăng? Khi mà xe đã đi chở người chết đi ra nghĩa trang, ra nghĩa địa, thì xe lại bị bắn thêm một lần nữa, người chết hai lần, tình trạng rất là bi bi đát. Thì trong lúc như vậy đó, thì một số quốc gia ra tuyên bố chung lên án Miến Điện. Trong đó có những cái 12 quốc gia như là Mỹ, Anh, Nhật, Úc, Canada, Đan Mạch, Đức, Hy Lạp, Ý, Tân Tây Lan và Nam Hàn. Thì cái họ ra một tuyên bố chung lên án Miến Điện. Thì quý vị biết rằng họ muốn đưa làm cái nghị quyết của Liên Hợp Quốc để mà trừng phạt Miến Điện, thì gặp sự chống đối của Nga và của Trung Cộng. Và Nga, Trung Cộng là hai thành viên trong Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Và nếu hai thành viên đó mà chống đối đó, thì không có nghị quyết nào ra được. Cho nên đó, họ bóp chẹt cái nghị quyết chống đối Miến Điện từ trong trứng nước. Và dư luận bên ngoài ai cũng biết rằng đằng sau vụ lật đổ này của quân viên Miến Điện có bàn tay của Trung Cộng. Cho nên cái tình hình Miến Điện rất là phức tạp. Hiện giờ có thể một lực lượng đấu tranh rất là kinh hồn, họ lên án Trung Cộng, họ đốt phá những nhà máy Trung Cộng, họ thấy Trung Cộng là tấn công, họ đốt phá. Đến độ mà các hãng của Đài Loan cũng đang đầu tư tại Miến Điện, cũng treo trước bảng: chúng tôi là Đài Loan, chúng tôi không phải là Trung Cộng, để cho người biểu tình biết đây là hãng Đài Loan, để tránh đốt phá đi. Chúng ta thấy là cái phong trào mà chống Trung Cộng khắp nơi, trong đó có nhiều nước cũng bị vạ lây lắm. Ví dụ tại Miến Điện hiện nay là Đài Loan, rồi Singapore bị vạ lây. Họ tự gắt nước đó là họ đâu biết nước là tàu, là tàu Đài Loan, tàu Hồng Kông, tàu Miến Điện, tàu nào là tàu Trung Cộng. Cho nên họ thấy là cho một số các nhà đầu tư Việt Nam tại Miến Điện cũng đang đứng trong tình trạng báo động, là họ muốn phải đưa cái identity ra, căn cước ra là chúng tôi là người Việt, chúng tôi là người Campuchia, chúng tôi không phải là người tàu. Chưa bao giờ người tàu bị chống trên toàn thế giới. Chúng thấy vụ giết người tại Georgia cũng target vào người tàu. Những vụ đánh đập khắp nơi cũng nhắm vào người tàu rất nhiều, mà người Việt chúng ta bị ảnh hưởng. Cái phong trào bài tàu trở thành cái phong trào mà mạnh trên toàn thế giới bởi chính cái hành động ngang ngược của Trung Cộng trên toàn thế giới này. Và một hành động thứ hai nữa là vì cái virus xuất phát từ Vũ Hán, Trung Cộng, cho nên
chúng ta thấy cái phong trào bài Trung Hoa và bài Á Châu đang phát triển rất là mạnh ở các nước, và tại Biên Điện bây giờ có phong trào bài Trung rất là mạnh. Và chúng ta thấy là tình hình Biên Điện rất là phức tạp. Một số họ rất là ghét Trung Hoa, họ không muốn theo Trung Hoa, dân chúng. Một số cái nền dân chủ phe theo phương Tây như Hoa Kỳ, Anh, Pháp, Đức đang bùng phát trong 5 năm qua tại Biên Điện. Họ muốn tiếp tục con đường này. Cho nên chúng ta thấy hai cái thế lực đối lập lẫn nhau đang diễn ra tại Biên Điện. Bộ lực thân Trung Hoa, đặc biệt là quân đội nhà cầm quyền. Bộ lực thân phương Tây là dân chúng và trí thức, thương gia. Và hai thế lực này đang đối kháng cách rất là quyết liệt tại Biên Điện. Thì theo dự báo, ta nói nếu không có những cái thay đổi của nhà quân Việt đối với dân chúng, thì sự căng thẳng này có thể dẫn đến cuộc nội chiến tàn khốc tại Biên Điện lần đầu tiên sau nhiều năm. Cái lá bùa mà quân Việt hiện nay nó không còn ăn khách nữa, nó không còn sợ nữa. Và đến giờ này người dân, đặc biệt là tuổi trẻ, họ quen internet, quen cell phone, quen nghe nhạc, quen kinh doanh, quen tự do, quen dân chủ, không thể nào chấp nhận được cái chế độ quân Việt cộng sản trở lại trên đất nước Biên Điện. Thưa quý vị, do vậy chúng ta thấy rằng có thể đó, Biên Điện sẽ nổ ra một cuộc nội chiến mà chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi và gọi đến quý vị khi có thể. Nhưng mà khi mà họ không ra được cái nghị quyết để lên án Biên Điện tại Liên Hợp Quốc đó, thì nó có tiến tới bước thứ hai. Và bước này, Việt Nam cũng học được từ bước này một cái điều rất lạ, là khi không có sự đồng thuận của tuyệt đối đó, thì họ vẫn có đưa ra một cái nghị quyết dưới mức đồng thuận tuyệt đối là đa số. Thưa quý vị, thì nó gọi là cái quyết định của Liên Hợp Quốc cũng đã nhằm lên án Biên Điện. Thì chúng ta thấy cái quyết định này đã được ra đời. Như vậy thì chúng ta thấy tình hình Biên Điện rất là căng thẳng, và không biết đất nước này sẽ đi về đâu, nội chiến không nội chiến, và chết chóc sẽ gia tăng như thế nào ở tình hình của Biên Điện, và cái số phận và Aung San Suu Kyi trong lao cải như thế nào, và đặc biệt là những nhà đầu tư quốc tế, trong đó có Việt Nam tại Biên Điện, cái số phận của đang rất là bấp bênh. Và nói về Biên Điện thêm tin nữa đó, một cái bản tin của Liên Hợp Quốc cho biết rằng là tình hình xấu Biên Điện sẽ xảy ra một cái cuộc là major, một cuộc nội chiến tầm cỡ. Đó cái báo động của Liên Hợp Quốc sau khi một cái bà mà đại diện đặc phái viên của Liên Hợp Quốc tại Biên Điện là bà Christina Schermer Bergener, cái tên này có vẻ là người Đức. Thì bà ta đặc phái viên của Liên Hợp Quốc tại Biên Điện, về Biên Điện, bà đang chuẩn bị lên đường qua Biên Điện tiếp. Thì bà cho rằng cái tình hình này hiện nay với Biên Điện nó trầm trọng quá. Và trong bài nói chuyện vào ngày thứ tư vừa qua, bà cho biết rằng là tình hình Biên Điện có một khả năng sẽ xảy ra tình trạng nội chiến ở mức độ tàn khốc và không lường trước được, ở quy mô không lường trước được. Và nếu điều xảy ra thì đáng buồn trong thế giới hiện nay. Thì bà vẫn tiếp tục đang quan sát cái hiện tượng này nó sẽ xảy ra như thế nào. Nhưng mà cái tình trạng mà leo thang khá mạnh của những cái thù địch và atrocities, là những cái cây đắng, những nghiệt ngã, những chết chóc nó đang diễn ra ngày càng tăng quá nhiều tại Biên Điện, khiến bà lo ngại cuộc nội chiến xảy ra hơn. Thì trước tình trạng như vậy, bà kêu gọi các quốc gia, đặc biệt là các quốc gia Đông Nam Á và châu Á, thì hãy liên kết với nhau đa chiều để chấm dứt cái catastrophe này, cái cuộc sát nhân này đã đang diễn ra tại trong trung tâm của cái lục địa Á Châu. Thì với bà ta vừa theo dõi Biên Điện trong nhiều năm,
thì cho rằng cái tình hình diễn ra tại Miền hiện nay là bước thụt lùi rất nghiêm trọng. Như chúng tôi đã thưa quý vị nãy đó, 50 năm trước, Miền Điện, một nước rất là giàu về tài nguyên, gỗ, rất là giàu. Thì đất nước Miền Điện tụt hậu lại rất là nhiều bởi vì cái tình trạng quân Việt cai trị nước này 50 năm. Và đến 2015 họ nhường cho chính phủ dân sự. Thì bây giờ họ lại chính phủ dân sự chưa làm được gì bao nhiêu chuyện, mới bắt đầu mọc lên những chồi non, những cội rễ để nền dân chủ được phát triển. Thì bây giờ tôi kêu tình trạng Miền Điện hôm nay là reverse lại, là dẹp cái chuyện dân chủ và tự do này, quay ngược trở lại thời quân Việt. Thì cái tình trạng reverse này, quay ngược trở lại này, khiến cho mọi người lo rồi, không biết tình hình Miền Điện sẽ ra sao. Thì cái lò tù Miền Điện là một cái kinh khủng khủng. Hiện nay số người đã bị nhốt tù là 2.729 người. Cái thời điểm người số 5 đang thưa quý vị là gần 3.000 người Miền Điện, đặc biệt là sinh viên và tuổi trẻ đã bị nhốt tù, và gần 500 người bị giết. Đất nước này theo Phật giáo, mà cái Phật giáo này quái lạ quá. Thì trước cái tình hình rất là bi đát như vậy, mà có thể có nội chiến như vậy đó, kinh tế suy sụp, đầu tư nước ngoài bỏ chạy, trường học đóng cửa, đường phố bắn nhau, thì bà ta kêu gọi bà đại sứ Liên Hợp Quốc về Miền Điện, thì kêu gọi thứ nhất là hãy đảo ngược lại đối cái việc lật đổ này. Cái này chúng tôi thấy là cái Liên Hợp Quốc hơi bị ấu trĩ, làm sao reverse lại cái cúp đã xảy ra, bao quân Việt bỏ súng xuống giao lại cho chính quyền dân sự. Chúng tôi nghĩ đó là viễn tưởng, đó là ảo tưởng, không thể xảy ra được như vậy. Nhưng bà kêu gọi, bà cứ kêu gọi, và kêu gọi quốc tế hãy lên án một cách mạnh mẽ, sự bạo lực để chống lại những cái bạo lực giết chóc, chống lại những người biểu tình hòa bình. Đây cũng khó nữa, một đất nước quân Việt bắn xả vào dân, dùng bạo lực để cướp chính quyền, dùng bạo lực để đàn áp, bây giờ họ bỏ đó thì sao được. Thì là cả hai chuyện thứ hai chúng tôi thấy cũng không có khả tín. Và kêu gọi sự tự chế tối đa của nhà cầm quyền quân sự, của giới quân sự, cũng này cũng khó có khả thi. Thì cái điều thứ tư nữa, phải thả ngay lập tức những viên chức chính phủ bắt giữ, như là bà lãnh tụ Aung San Suu Kyi và tổng thống Win Myint. Thì lại càng khó nữa. Thì bà Aung San Suu Kyi bị kết án, chỉ ngày nào nhà cầm quyền quân Việt bị lật đổ thì ngày đó Aung San Suu Kyi mới được thả ra, và tổng thống Win Myint mới bị được thả ra. Tình hình hiện nay rất là khó. Thì chúng ta thấy là quốc tế có thể lên án với một số biện pháp mà bà đại sứ tại Miền Điện đưa ra, nó hơi chúng ta tôi cho là hơi khó khả thi. Thì cái điều mà nhưng mà phản ứng quốc tế tôi nói mạnh, trong nghị quyết mà Liên Hợp Quốc đưa ra mà do nước Anh soạn thảo rất là nặng, nhưng sau đó nước Anh sẽ không được thông qua, thì cái một số quốc gia khác kêu rewrite lại, viết trở lại cái bản lên án này, và đã được thông qua dưới một cấp thấp hơn cấp đại hội đồng Liên Hợp Quốc. Thì hội đồng bảo an Liên Hợp Quốc thì hy vọng nó có những tác động. Nhưng mà Miền Điện thì cứ đưa ra những cái dữ liệu là họ xây dựng dân chủ, xây dựng tự do, nhưng mà họ mạo danh dưới danh từ như vậy, thì chúng ta không biết tình hình sẽ xảy ra như thế nào. Đó là bản tin liên quan Miền Điện. Thì chúng ta những người mà theo dõi tình hình Á Châu đó, không biết là ngày mai Miền Điện sẽ như thế nào, liệu chăng Miền Điện sẽ trở thành một Việt Nam trước đây, nội chiến chiếm hai miền Nam Bắc. Nhưng có những bộ tộc đó, đất nước Miền Điện rất đa bộ tộc, thì như bộ tộc Karen đó, là bộ tộc bị tàn sát rất là mạnh mẽ, thì có thể những một số bộ tộc có liên kết tách ra khỏi cái liên bang Miền Điện và thành lập một cái chính phủ riêng, lãnh thổ riêng không chừng. Chúng chờ đợi xem. Nhưng bàn tay của Trung Cộng
nhúng vào Miến Điện khá lâu. Về mặt chiến lược thì nó như thế này, nó còn có yếu tố khác nữa mà Trung Cộng nhúng vô. Mỹ lên án, Trung Cộng và Nga bảo vệ. Chúng thấy cái trục của thế giới chỉ đang chia hai trục. Chúng ta nói trong một chuyện trước đó, thế giới đang phân cực. Và qua Miến Điện thấy thế giới phân cực là hai trục rất rõ. Trục thế giới tự do và trục quân Việt. Lý do thầm kín sâu nữa thì Miến Điện như thế này là Trung Cộng ủng hộ và cái quyền quân Việt Miến Điện. Bởi lý do là trong cái lúc mà Mỹ đang bao vây, Mỹ với đồng minh bao vây Trung Cộng, thì nếu như cái Mỹ khóa và nếu có chiến tranh nổ ra, Mỹ với đồng minh khóa cái Thái Bình Dương đó, thì Trung Cộng chỉ còn một cửa để ra biển, dầu hóa nhập cảng vô ra chỗ này, đó là cái cửa về Nam Á, là Miến Điện là quốc gia Nam Á. Thì chúng ta thấy cái hệ thống mà dầu khí đó được nối từ cảng, các cảng ở Đông Nam Á chạy thẳng vào Trung Quốc. Cho nên chính như vậy, Trung Quốc muốn có ảnh hưởng tại Miến Điện. Và cái ảnh hưởng của Trung Quốc tại Miến Điện được vào quân Việt Miến Điện ủng hộ và bị dân chúng chống đối. Như vậy chúng ta thấy nội tại, cái đó nó xảy ra một trận chiến trước khi Mỹ cô lập Trung Cộng, và Trung Cộng xé được máu ra Miến Điện. Thì chúng ta thấy một điều là gì? Là dân chúng đứng phía Mỹ và thế giới tự do, trong khi quân đội và tướng lãnh thì đứng về phía quân Việt và Trung Cộng. Thì không biết cái tình hình sẽ như thế nào, chúng ta sẽ chờ đợi xem. Trong cái phim của Tông Chí nó có một chữ đó, hạ hồi phân giải, coi thử rồi sẽ Miến Điện sẽ ra làm sao. Có một tin nữa đó chúng tôi muốn gửi đến quý vị là cái tình hình Á Châu nó nóng sốt kinh hoàng. Chúng tôi đã nói chuyện với quý vị tuần trước là cái tình hình Đài Loan, và tí nữa ta sẽ nói tình hình Đài Loan tiếp. Nhưng mà tình hình Đài Loan, cái vùng biển giữa Đài Loan và Trung Cộng vẫn tiếp tục căng thẳng. Bắc Hàn khởi động và bắn làm bom nguyên tử trở lại và bắn nguyên tử vào Biển Đông, gây rất là căng thẳng. Bắc Hàn là điểm nóng, Bắc Hàn là một chuyện, Đài Loan và Trung Cộng là một điểm nóng hai. Rồi chúng ta thấy cái điểm nóng thứ ba là Nhật, Nam Hàn và Trung Cộng. Điểm nóng thứ tư là Biển Đông. Điểm nóng thứ năm là Miến Điện và Nam Á. Một lúc nhiều điểm nóng xảy ra như vậy thì chúng ta không biết cái điểm nóng nào sẽ là thành điểm nóng lớn chuyện và chiến tranh sẽ nổ ra, chúng ta không biết. Chúng ta chờ xem. Thì sau cái chuyện Miến Điện, chúng ta đi đến điểm nóng thứ hai của tại châu Á Thái Bình Dương là điểm nóng về tập trận giữa Ấn Độ và Mỹ trong hai ngày thứ bảy và chủ nhật tuần trước, từ tuần qua tới quý vị. Thì có nhiều cái phi cơ mà loại tàn hình, quy mô những khu trục hạm tàn hình quy mô của Ấn Độ đúng là tung vào cuộc chiến, cuộc tập trận này. Thì Mỹ trong cái tiến trình là bộ tứ đó, The Quad là bộ tứ đó, gồm có Mỹ, Nhật, Úc và Ấn Độ, họ đang thắt chặt từng bước. Và nói theo ngôn ngữ của chúng ta, thưa quý vị, là bộ tứ này có thể đang khởi động cái là NATO của Á Châu. Thì trong nó NATO Á Châu thì nó sẽ rộng hơn nữa, nhưng mà tạm thời bộ tứ là có bốn nước là Mỹ, Nhật, Úc và Ấn Độ. Thì nếu mở rộng ra nữa, ở Nam Hàn, Đài Loan, Philippines, Tân Tây Lan thì trở thành một liên minh, là một cái NATO ở Đông Phương. Thì con đường từ đây đến đó không có gì xa. Và trong cái lời kêu gọi của ông Tổng thống Biden trong thời gian vừa qua, ông ta kêu gọi cái bộ tứ họp mặt nhau lại. Và khoảng tháng 12 tới thì có thể lần đầu tiên sau 7 năm thành lập thì bộ tứ gồm có Ấn Độ, Nhật, Úc và Mỹ sẽ họp các bộ trưởng quân sự, các bộ trưởng quân đội lần đầu tiên. Và thậm chí là có thể cấp lên tổng thống và tổng thống lần đầu tiên trong lịch sử. Điều cho thấy thì biến chuyện ở tại Á Châu rất là dữ dằn. Chúng ta thấy lật một chút xíu, chúng ta Nam lần này không có đi vào khu vực mà nhiều về Đài Loan và
Hồng Kông cũng như là Nam Bắc Hàn, ta sẽ đi lần tới. Hôm nay chúng ta sẽ đi về Nam Á thì quý vị thấy cái sự thay đổi rất là nhiều. Thì cái cục diện của Miến Điện phải chăng nó nằm trong cái trục phản ứng của Trung Cộng đối với cái tình hình của The Quad, là bộ tứ mà chúng ta đã nói ở trên. Nó có thời điểm phản quang và làm đối phó. Thì trong khi Mỹ muốn bê bờ, không giữ từng cái từ cái vấn đề Đài Loan sang Miền Đông mà muốn chặn Trung Cộng trong cái bối cảnh nếu có chiến tranh thì khóa Trung Cộng luôn, thì ở cái biển, vùng biển Nam Á, chúng thấy cái trận địa nó mở ra khá khá phức tạp. Thì thưa quý vị, thì cái hạm đội của cái cuộc thao diễn quân sự giữa Mỹ và Ấn Độ diễn ra trong hai ngày thứ bảy chủ nhật vừa rồi thì rất là thành công. Hàng không mẫu hạm Mỹ có mặt trong khu vực này, cộng với những cái khu lục hạm của Ấn Độ với cái phương tiện nguyên tử và tàng hình cũng tham dự cuộc tập trận này lần đầu tiên. Ấn Độ tham dự bởi hai đội, một là hải quân và một là không quân vào cuộc tập trận này. Thì đó kia là PASAC, cuộc tập trận là PASAC, là PASAC Exercise, là cuộc tập trận về một con đường thì đang diễn ra. Thì với cuộc tập trận này đó, thì thế giới thêm một sức mạnh khác. Và chúng ta chờ đợi, không biết là cuối năm nay Joe Biden mong muốn là có cuộc họp lãnh tụ của bộ tứ không? Và bên cạnh đó có thể, ngoài cái lãnh tụ bộ tứ, có thể mở rộng thêm một số cái đồng minh mà tôi vừa kể, thì có thể là nó hình thành một cái trục của NATO ở Đông Phương. Cái NATO phương Tây á, được thành lập là kiềm chế sự tấn công và phát triển của Liên Xô và phía châu Âu, và kiềm chế Nga hiện nay, Liên Xô cũ, Nga bây giờ và phía châu Âu. Thì NATO phương Đông thì có cái kiềm chế khác, là kiềm chế giữa thế giới tự do đối với Trung Cộng ở về Biển Đông, về châu Á, Thái Bình Dương. Thì cái cuộc đối đầu này rất là thú vị. Trong cuộc căng thẳng vừa qua giữa bên này là Mỹ và đồng minh hợp nhau, và bên kia Nga và tàu hợp nhau, thì các nhà bình luận về quân sự đưa ra cái bình luận, nếu ngay thời điểm này mà chiến tranh thế giới nổ ra, một bên là đỏ gồm có Nga và Trung Cộng, một bên là xanh gồm có thế giới tự do, thì họ tính ra kinh hoàng động địa. Ví dụ kể cả Pháp, Anh, Đức, họ đếm từng con số bao nhiêu máy bay, bao nhiêu vũ khí nguyên tử, bao nhiêu tàu chiến, bao nhiêu hạm đội 7 và bao nhiêu hạm đội vân vân để tung vào cuộc chiến này. Thì họ tính ra hỗn hợp được các nước lại, Mỹ và các nước lại, thì về ngân sách, về quân số, về phương tiện vũ khí, về chiến tranh vân 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 vân, thì cái câu trả lời tương đối khá thú vị. Đó là Mỹ và đồng minh vẫn ở cái thế ít nhất trong 10 đến 15 năm tới vẫn ở cái thế thượng phong. Thì chúng ta chưa biết là sẽ tương lai như thế nào. Có cái điều nữa đó, thì trong một cái trong lúc mà phía về tình hình Ấn Độ và như vậy, thì trong bộ quân sự Hoa Kỳ, bộ quốc phòng Hoa Kỳ, nó có một cái nhóm mà Nam đọc chỗ này nó rất là thú. Đó là nhóm là chiến tranh đồ hình đó, là cái simulation đó, là một chiến tranh giả trên cái bàn thôi, trên cái đồ hình trên bàn thôi, và họ thử nghiệm cái khả năng tác chiến và đối đầu giữa hai bên với những vũ khí của hai bên Mỹ và Trung Cộng. Họ đặt một giả định rất là thú vị. Nếu cuộc chiến tranh nổ ra tại châu Á hiện nay, Thái Bình Dương hiện nay, giữa Mỹ và Trung Cộng thì ai thắng? Thì cái chiến tranh simulation này, chiến tranh đồ hình này nó diễn tả trên một cái bàn thôi, để nó đưa vào những cái cuộc đấu đá nhau. Thì cái điều rất là buồn, khác với những cái dự kiến này chúng ta nói, là Mỹ bị tấn công dồn dập, các đồng minh Mỹ và đồng minh bị tấn công dồn dập, những chiếc hàng không mẫu hạm, những tàu chiến Mỹ
bị giữ chết trong các hải cảng, không ra biển lớn được. Và các khu vực quân sự của Mỹ bị dàn mà phòng công, cái dàn mà họ tiễn liên lục địa và lục địa của Trung Cộng đó, họ tấn công một cách ngự trị, cái massive tấn công mà ngập tràn luôn. Và Mỹ và đồng minh phải né trong những cái hầm, né trong những cái vịnh, né trong những cái chỗ trốn và không chống cự lại được. Có một vài trận thì Mỹ và đồng minh phản công quyết liệt, nhưng mà lần thắng nó ít ỏi quá so với cái sức mạnh ngư trì của Trung Cộng. Thì cái điều này nó nói ra đó, thì khi mà đọc có lẽ nhiều quý vị bi quan lắm. Chính tôi cũng bi quan đó. Không ngờ là cái tiềm lực của Trung Cộng đến mức đó và đẩy Mỹ vào và đồng minh vào cái thế mà gần như là co gùm ôm đầu để chịu trận. Tiếng Việt mình có chữ đó hay rồi, ôm đầu để chịu trận. Đồng minh chỉ đánh tới tấp, đá tới tấp vào đầu mình và ôm đầu để chịu trận. Nhưng mà sau khi mà cái bản kết luận này ra, bộ phòng Mỹ ra, thì phía Trung Cộng, phát ngôn nhân Trung Cộng có phản đối. Họ phản đối cái gì thưa quý vị? Họ cho rằng cái lý thuyết này là bố láo, là dàn dựng của bên phía bộ phòng Mỹ. Tại sao họ bố láo dàn dựng như vậy? Là họ cho rằng Mỹ, bộ phòng muốn moi tiền từ ngân sách của chính phủ Mỹ. Nếu anh không đầu tư cho bộ phòng chúng tôi vào vũ khí, vào máy bay, tàu bò, hải quân, tập luyện, thì chúng ta sẽ bị Trung Cộng quýnh phủ đầu như vậy đó. Để tránh tình trạng bị đánh phủ đầu như vậy đó, như mô hình này diễn tả đó, thì chính phủ Mỹ phải đầu tư nhiều hơn, bỏ tiền ra nhiều hơn về nhân sự, về tiềm lực, về nghiên cứu, về kỹ thuật vân vân, về thiết bị vân vân, để trang bị cho quốc phòng Mỹ giữ được ưu thế hiện nay. Thì khi mà đọc như vậy, chúng ta có chút thở vào, chúng ta tin rằng cái việc mà mô hình chiến tranh này nó vui lắm. Trên cái bàn như vậy nè, binh xanh binh đỏ. Binh xanh đó là binh của quốc gia, binh đỏ là binh của Trung Cộng. Thì hai binh này đánh nhau và binh xanh bị đánh tan nát luôn, binh quốc gia, binh phía Hoa Kỳ bị đánh tan nát luôn. Thì Trung Cộng anh thấy bị mừng thì anh không mừng, mà anh chúng đó nói này đó là anh cho rằng cái đó là âm mưu của bộ phòng Mỹ. Bây giờ cái trời biết đó là thật hay là âm mưu. Thì chúng tôi tiếp tục theo dõi tin tức nữa để gửi đến quý vị biết, có trời mới biết là thật hay là âm mưu. Nhưng cái thứ hai nữa, quý vị cũng thấy rằng dù có trời mà biết chăng nữa, thật hay âm mưu, thì cái sự thật mà chúng ta phải nhìn thấy, và quý vị và tôi nhìn thấy rất rõ, không cần ai nói đó, là châu Á đang bốc lửa. Một châu Á đang bốc lửa và không biết đâu là điểm nổ đầu tiên của chiến tranh toàn diện và quy mô lớn. Thì cái đó chúng tôi mời quý vị hàng tuần nhớ nghe trong chương trình của chúng tôi, và quý vị cập nhật vào cái việc mà ghi danh vào chương trình này trên truyền hình Việt Nam 1, YouTube 1, số 1 YouTube, để đón nhận những video mới của anh em chúng tôi. Xin trân trọng kính chào quý vị. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tới.